Bố thí có tội, bố thí có phước. Đừng tưởng hễ xuất tiền ra cúng dường bố thí là có phước. Thật sự, nhân quả phức tạp hơn rất nhiều. Có những người mà ta giúp họ thì rất có phước. Có những người ta giúp họ thì cái phước không bao nhiêu, thậm chí sụt giảm. Ví dụ đơn giản, mình thấy một người thiếu tiền uống rượu, mình cho anh ta tiền mua rượu uống. Sau khi uống say, anh ta phá làng, phá xóm hoặc lái xe gây ra tai nạn giao thông, thiệt hại tiền của và tính mạng cho người khác, thì cái lỗi của chúng ta rất lớn. Lúc đó, sự bố thí của chúng ta không những không được phước mà còn là cộng nghiệp cùng anh ta nữa. Hoặc mình giúp cho một người trong cơn đói khát hoặc bạo bệnh, sau khi qua khỏi, người đó làm nhiều việc lợi lạc cho nhiều người, phục vụ cho cộng đồng, thì vô hình chung ta cũng được cộng phước của người đó. Nhân quả là vậy, dù ta giúp với tâm không phân biệt, nhưng quả báo trổ ra vẫn khác nhau tùy thuộc vào phẩm hạnh của người thọ thí. Với những người sau khi nhận được sự giúp đỡ rồi, họ vẫn tiếp tục sân si, tham lam tranh giành, hưởng thụ thấp hèn, thì hành vi giúp đỡ họ không mang lại bao nhiêu phước cả. Ta nói nôm na là cái phước teo nhỏ lại. Ngược lại, có những bậc chân tu mà đời sống của các vị là tấm gương đạo hạnh mẫu mực, là lợi ích tràn đầy cho chúng sinh, là sự dạy dỗ giáo hóa rộng khắp. Và như thế, khi cúng dường những bậc đức hạnh như vậy, cái phước của ta giãn nở ra, tăng lên gấp nhiều lần hơn là những người bình thường khác. Người cúng với lòng thành kính lên một bậc chân tu đức hạnh, phước nhân lên bội. Vì vậy, quả báo trở lại là sẽ gặp nhiều an vui, thuận duyên, có thể gieo duyên giải thoát trong ngày vị lai. Mà mình cúng dường cho một nơi xứng đáng, tức là mình cúng dường cho một ngôi chùa có lợi cho chúng sinh, quý thầy cô tu hành chân chánh, hóa độ được nhiều chúng sinh nương theo tu học, thì phước báo ta nhận lại là vô số kể. Có khi được sinh thiên, chết lên cõi trời bởi mình làm một công đức lớn quá. Ví dụ, ngôi chùa ta ở đây, người nào mà có lòng lo cho chùa để xây, rồi chùa trở thành nơi nhiều người tới tu hành thanh tịnh, tinh tấn, thì cái người mà công lao đóng góp nhiều cho cái chùa này thì chết thường lên cõi trời. Nếu quay lại cõi người cũng là người rất giàu sang, nhà cửa to lớn. Nếu mình quỳ xuống lạy rồi cúng dường một bậc chân tu thì đời sau có khi làm quan hoặc người đời kính trọng, vì mình đã từng gieo duyên kính trọng những vị tu hành chân chính. Những vị tu hành càng chân chính, càng cao siêu, thì những công đức ta làm cho họ, cái quả báo trở lại gấp vạn lần, triệu lần, tùy nơi quả chứng của người đó. Nhưng ta không biết là ai, bởi những vị thánh đắc đạo không bao giờ xưng họ chứng quả gì cả, cái duyên phước của mình thôi. Với chư Phật hay những bậc thánh, thật sự các ngài không cần ta cúng dường, nhưng ta cần phải khôn ngoan mà cúng dường để kết duyên lành với các ngài. Bởi khi cúng dường bậc thánh là ta gieo cái duyên được giáo hóa, rồi khi ta giúp đỡ chúng sinh là gieo duyên để sau này hóa độ chúng sinh. Ta có hai mục đích này thôi, chứ không còn mảy may cầu phước cho cá nhân nữa. Ngày ngày ta nên quỳ trước Tam Bảo xin Phật gia hộ, xin cho con cùng tất cả chúng sinh được cúng dường các bậc chân tu, bậc thánh và làm vô số công đức lành nhưng không bao giờ chấp công.